Rồi thì hôm nay là ngày giao xe, biết bao nhiêu ngày là mình sao ta, bao nhiêu ngày tập luyện thì đến hôm nay là cái ngày mà mình giao xe, là mấy cái đồ zin á là anh chở về hết rồi đó. Giờ là anh ôm con xe về thôi, giấy tờ cũng đã xong, nãy giờ anh xăm soi xong rồi. Rồi đó. Đúng rồi, đồ là tặng cho anh cặp bao tay, lại một cái bộ, để lấy một cái bộ rửa sên dưỡng sên để đi tu rồi chứ. Sắp tới là mình với ảnh làm một cái tour nhẹ nhẹ luôn á. Anh mua xe là sắp tới là mình với ảnh là làm cái tour nhẹ nhẹ. Nên cái này đưa cho ảnh để về bữa đi tour anh có cái anh xịt. Đó, đúng không? Cảm ơn cái này là dưỡng nha. Còn cái này là rửa nè. Ngon vậy. Hai chai luôn nha. Cái này là rửa. Cái này là xịt vô cái là mấy cái màu đen nó trôi xuống. Còn cái này là dưỡng khi mình đi tour á, mình bỏ bên ba lô á. Bỏ trong ba lô mà. Ừ, rồi mình xịt thôi. Trước khi xịt là mình bật cái công tắc này ra. Bật cái khóa này ra rồi xịt thôi. Ok. Rồi vậy là xài được. Đó, rồi bây giờ cho anh em ngắm cái con vết chính mà anh tập luyện bữa giờ ha. Đồ chơi quá trời luôn hả? Đâu bây giờ mình thử mình đếm đồ chơi đi. Ai biết. Mình đếm đây nè. Chắn gió độ nè. Anh em ơi thử liệt kê rồi giá đồ sao nha. Mà cho mày là cũng là đồ ok lắm á, đồ nhập không á, chứ không phải là được lên đồ lô đâu nha anh em nè. Chắn gió độ nè, thấy không? Xi nhan nè. Rồi. Tay con tay thắng. Cái này là của GTR. GTR là của Thái nha anh em. Theo mình biết là vậy á. Đó, chứ đó giờ không có chơi của hãng GTR. Rồi kính này cũng chắc GTR luôn nè, không phải đâu, kính này là của CGG. Đó, còn này chụp đi đến nỗi cái chụp kính chân kính luôn cũng là của cái này của Rinoma đúng không? Rinoma. Đúng rồi, Rinoma, đúng rồi. Rồi tiếp theo là bên đây thì nó luôn cặp rồi. Rồi thì mình đi tới đây, bữa chìa khóa dinh, chìa khóa kia chưa xài là lấy rồi đúng không? Hai chìa là lấy hết rồi. Rồi tiếp theo là anh em đếm nữa đi. À, đây là ốp bình xăng đó, thì anh em thấy tổng trị giá nó nhiêu tiền rồi đó. Ốp bình xăng, ốp chống chảy bình xăng cũng GTR. Cái chống trượt Z900, con này hình như 950 mấy phân khối rồi á, nhưng mà nó tóm gọn là 900 á. Rồi xuống đây một xíu thì có chống đổ, chống đổ RG đó, R và G. Rồi ở đây là có chống chày lốc máy, bảo vệ lốc máy, anh em thấy chưa, rất là đẹp, rất là xịn, rất ok. Cái hàng này nói là cực mắc thì không cực mắc, nhưng mà hàng này ok thôi. Rồi ở đây là full bộ cổ, cái bộ cổ zin là đem về đúng không? Full bộ này là bộ cổ titan chưa có lên màu luôn á, giờ chạy nữa đã lên màu rồi. Ok, tiếp. Tiếp theo là badge biển số, đút ra đút vô đó, có xi nhan. Nãy giờ nói đồ chơi cũng hơi nhiều đó. Đó, xi nhan phải, xi nhan trái. Rồi bên đây thì có cục nâng xe đó. Rồi bên đây thì có ốp chống chày lốc máy đó. Rồi sao thấy có hài lòng, thấy đồ chơi đếm ra thấy nhiều không? Rồi xe là không một vết chày, cơ bản là xe không một vết chày, bởi vì á cái người chủ xe này á cũng là quen biết, thì ảnh đã để xe này á 2 năm không chạy. Lý do nó mới là vì 2 năm ảnh không chạy. Rồi xong sau 2 năm thì ảnh nói là Minh ơi bán giúp chiếc xe này đó, tại vì ảnh không có chạy để nó phí, cho nên nó mới còn có con xe can như vậy. Xe can ghê thì đó, xe thực sự phải nói là phải công nhận là đây là con vết chính đầu tiên mà ken như vậy á, ken luôn, không một vết chày luôn á, không có thấy xuất hiện một vết chày luôn, soi luôn đó. Rồi bây giờ em dắt xe xuống xuống dưới rồi mình làm tấm hình rồi, rồi nên mình về rồi hẹn tu sau nha, tu sau sẽ xuất hiện đó nữa, tu sau sẽ xuất hiện cái vết chính này. Rồi ok anh em, cho anh em nhìn nó ở ngoài thì sẽ sáng, nó sẽ đẹp hơn, ở trong kia nó hơi tối á. Ở ngoài thì anh em thấy là nó sẽ sáng, nó sẽ đẹp hơn. Đó. Sao em thấy cái chính này đẹp không? Đẹp không em ti của em luôn
Con này nó mới. Ừ. Con chỉ chốt nhanh. Ừ, lên coi, lên tối tối khuya á, tối lên là vô là mua với 8. Lúc đầu vô là mua với 8. Cái vô con này đẹp quá thôi, dứt con này luôn, mặc vô. Ừ. Đó. Đề máy lên cho đem nghe nhé. Gắm vô. Rồi. Đó. Đề trước, trước khi đi là phải bấm đề. Từ từ coi thử còn số không. Đây là số N nè, là số mo nè. Không có cần bóp con. Rồi. Số nào không bóp con. Cho nó bơm nhớt lên xíu rồi mình nạt. Rồi, mọi người rước em này về nè mọi người. Rồi. Giúp. Đẹp bô là phải lật lên thấy không? Đây là ok nha, ok rồi. Rồi, ngon, giờ về. Xong. Rồi, về luôn hả? Rồi bạn chạy cái đó về. Em gái. Ồ, bạn gái là hôm bữa khác đúng không? À, bạn gái bữa. Lộn hoài. Lộn. Lộn em gái với bạn gái. Không, cái này lên ấy rồi. Em dẫn con R15 ở đây nè, Ben lên giùm anh cái. Xích cái lui, đuôi, xích SH chạy qua kia luôn. Dựng R15 sát bên H2 á. Chuẩn bị quay R15 luôn. Rồi nha. Vậy là xong nha anh em. Không có hỏi gì nữa nha. Đó, vậy là xong nha. Đó, cho anh em coi lần cuối nè. Nãy quên nói con này có bảo vệ các nước nha. Rồi, giọt. Đây. Rồi xong, chưa biết chạy, tập luyện bữa giờ quên. Rồi. Rồi, xong. Bỏ số 1, nhả con từ từ, rồi. À, tập bữa giờ mà vậy.